Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em về từ trái nghĩa. Trái nghĩa có nghĩa là một sự vật, sự việc nào đấy ngược nhau hả thầy? Chuẩn. Cả lớp lấy ví dụ cho thầy từ trái nghĩa của từ nóng xem nào. Không nóng. Hả? Không phải. Phải. Khổ quá. Ý tôi là cả lớp im lặng ngay cho tôi. Không im. Ồ hay cái lớp này. Thế các cô các cậu có sợ tôi không hả? Không sợ. Ôi, tôi phải giải thích như nào bây giờ? Cả lớp ở lại trực nhật. Ở lại có nghĩa là nhục về rồi đấy. Đi chơi đâu. Ai ôm mà.